Dạ vâng, thầy Minh Vũ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong clip này thì em xin được test con đẩy BDMC650. Con này chạy 24 sở trường. Cái dòng này thì em cũng đã lên sóng giới thiệu cho các bác biết về hình thức ruột gan bên trong của nó. Con này nó còn rất là đẹp. Đây test cho một bác tên là Hoàng ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nói chung là còn rất là đẹp nhé, máy còn rất là đẹp. Mộc của nó đã tuyệt vời, mình chơi rồi để ghép thêm vàng, thêm lọc nữa hoặc là thêm lân. Đấy, các bác chơi thì khỏi phải suy nghĩ, với mức giá 2.900.000 các bác nhé, 2.900.000. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em, hiện tại số lượng còn 2 con thôi. Số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.